Chào các bạn đã quay trở lại với cái video về khóa học lập trình BDC Mesu. Thì video này là video số 11, mình tiếp tục cái phần nội dung về tín hiệu tương tự vào ra. Cụ thể là chúng ta sẽ đi vào cái phần thực hành là chính. Đúng không? Thì tóm tắt lại thì đây, chúng ta sẽ có hai cái phần việc như này. Phần thứ nhất là thực hành trên thiết bị thật. Còn cái phần lý thuyết thì các bạn có thể xem lại trong cái video số 10. Thì hy vọng là từ cái video số 11 này trở đi thì chúng ta sẽ có những cái video với chất lượng âm thanh và hình ảnh được cải thiện. Thì các bạn cứ theo dõi kênh để update những cái video tiếp theo. Thì, ý thứ hai thì sau khi chúng ta thực hành xong cái phần tín hiệu tương tự vào ra thì chúng ta có một chút về nội dung thảo luận, tức là ngoài những câu lệnh cụ thể là câu lệnh to và flow thì chúng ta sẽ có hai phương án khác, đó là sử dụng những cái cách như này, đó là dùng cái buffer memory, là dùng cái truy xuất theo kiểu là u đây, u chỉ số của u rồi chỉ số của g, tức là unit number rồi cái buffer. Và cách tiếp theo nữa là dùng cái tính năng là đọc hoặc ghi trực tiếp từ cái bộ nhớ buffer đó. Tuy nhiên là hai cái cách này thì chúng ta sẽ dùng với sử dụng với BDC từ FX đời 3 trở lên, đúng không ạ? Thế còn cái cách dùng to from thì chúng ta sẽ dùng được với tất cả các dòng BDC FX đó. Thì để cái phần thực hành này được các bạn được nắm bắt một cách rõ ràng, một cách nhanh nhất thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái lý thuyết. Thì phần tài liệu ở đây chúng ta sẽ có hai cái tài liệu này. Tài liệu thứ nhất là cái lập trình program. Ở đây tài liệu sẽ có tên là FX3 này. Và nó là loại program manual sẽ chứa những cái lệnh từ cơ bản, những cái lệnh ứng dụng. Đó. Và tài liệu thứ hai không thể thiếu đó chính là cái module alloc của chúng ta. Ở đây chúng ta dùng một cái module đời rất thấp đúng không? Vẫn kết nối được với FX3U, đó là cái FX0N3A đó, FX0N3. Đây là một module mà có hai kênh đầu vào tương tự và một kênh đầu ra, hai kênh đầu vào đây, input chúng ta có hai kênh và đầu ra chúng ta có một kênh nhé. Chẳng qua nó là kênh dùng app hay dùng dòng thôi. Đây là current, đây là hai cách đấu với dòng với app này, là hai kênh đầu vào nhé. Đó, đây này, kênh thứ nhất, kênh thứ hai này. Còn đầu ra là đây. Đầu ra thì thực chất là một kênh thôi, nhưng mà chúng ta có tín hiệu ra dạng áp, tín hiệu ra dạng dòng. Cũng giống như đầu vào. Đầu vào có thể là đồng dòng hoặc đồng áp. Đó. Và để các bạn hình dung rõ hơn thì ở đây mình có kết nối với một cái cam trực tiếp về kết nối với thiết bị như này. Đó. Thì bây giờ mình giới thiệu qua một chút nhé. Thì đây. Đây là cái CPU FX3U chúng ta này. Thế còn module này là module mở rộng số thôi, mở rộng số. Và đến cái module này mới là module kết nối tín hiệu tương tự có tên là FX0N3. Các bạn nhìn thấy FX0N3 này. Đó, ở cái vị trí module thứ hai này. Đó. Thì các bạn ở đây nhá, mình cố tình mặc dù nó FX0 0N3 về về vị trí mà chúng ta quan sát thì nó là vị trí thứ hai tính từ CPU, đúng không? Vị trí module mở rộng thứ hai tính từ CPU, đây là thứ nhất này, đây thứ hai này, đây thứ ba này. Đó. Tuy nhiên đây không phải là module đặc biệt, không phải là cái dòng special. Đó. Thế nên module FX0N3 chúng ta mặc dù đây nhưng vẫn được tính là cái này là cái module mở rộng đặc biệt số 0. Đúng không? Người ta tính chỉ số bắt đầu từ 0. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số thiết bị để trực quan hơn, ví dụ như chúng ta có bộ biến tần này, thì chúng ta đưa lock vào đây, đưa lock vào biến tần và thông qua biến tần chúng ta sẽ chạy cái băng tải như này. Đó, này các bạn thấy để cho video chúng ta nó sinh động hơn một chút, mà nó là thực hành mà. Nào, này chúng ta sẽ bắt đầu với tài liệu, đúng không ạ? Bắt đầu với tài liệu. Thế thì trong tài liệu của module FX0N3 nói riêng này, và những cái module mở rộng khác của Mesu nói chung
thì bao giờ người ta cũng sẽ có cái phần chương trình đó. Mình thấy rằng là nó sẽ có cái phần chương trình mẫu, ở đây là cái mục 8. Mục 8 là program Excel này đó, chương trình mẫu là kích hoạt nhé. Đây chúng ta sẽ thấy có chương trình mẫu cho cái phần 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 alloc input, là phần tín hiệu tương tự đầu vào, và dưới này sẽ là phần alloc output đó. Thì câu lệnh thì đấy, chúng ta sẽ thấy là sử dụng câu lệnh đây thì là to và from, to và from. Thế đây chúng ta sẽ sử dụng một kênh, và dùng một kênh thôi nhé. Chúng ta sẽ lập trình cái phần này đó, lập trình phần này. Tiếp theo là chúng ta phải đồng thời với việc đọc tài liệu, chúng ta mở phần mềm lên luôn rồi đó. Đây là phần mềm mà với Word 2 chúng ta này, mình sẽ khởi tạo project new, chúng ta chọn Epic CPU, Epic BAU, chọn dòng Epic CPU này. Còn những thông số còn lại, ví dụ như kiểu project và ngôn ngữ, chúng ta để ổn định. Ok. Đó. Thì với cơ sở lập trình này, chúng ta đang để chế độ này là chế độ Write rồi, nó đang là Write Mode rồi, chúng ta có thể lập trình luôn tại đây. Thì chúng ta xem đây, xem cái tài liệu. Thì đây người ta đang dùng một cái bit M0 để kích hoạt cái việc đọc cho cái kênh số 1, channel 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng luôn một cái bit M khác đi, M8000 này ạ, tức là chúng ta luôn luôn đọc. Đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là câu lệnh to đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta gõ to này, rồi ấn phím cách này. Đó, chúng ta sẽ thấy chú thích ở đây là có 40 đối tượng. Thì chúng ta soát lại nhé. Đối tượng đầu tiên này là vị trí của cái module, đúng không ạ? Vị trí của module. Thì module chúng ta vẫn là module đầu tiên và lấy chỉ số là số 0, tức là chúng ta cũng vẫn nhập cái K0 vào đây. Còn cái buffer 17 thì đương nhiên của module này không đầy đủ. Đó. Cái tiếp theo nữa là cái giá trị, đúng không ạ? Cái to là cái lệnh mà gán. Đó, gán vào cái buffer. Thế thì cái giá trị mà đẩy vào buffer ở đây là người ta đang để là hàng số. Hàng số và có chữ H này, tức là hệ hexa, đúng không ạ? Đó, hàng số có chữ H này, chữ K này hoặc là chữ E. Đó. Thì ở đây H của chúng ta là hàng số hệ hexa. Đó. Tiếp theo là số lượng cái giá trị, là số lượng cái buffer mà được gán giá trị vào. Thì ở đây là 1, đúng không ạ? Đây chọn là 1. Tức là chỉ duy nhất giá trị ở đây là không không được nạp vào buffer số lượng. À. Tiếp tục tương tự như vậy thì cái dòng lệnh dưới này thì là người ta thay đổi giá trị bằng 2 lên đây. Thì thực chất là đây là 0 và đây là 2, thì rõ ràng các bạn thấy là từ 0 lên 2 thì nó là cái bit số mấy nhỉ? Bit bit 1 đúng không? Động tác này, từ động tác này sang động tác này chẳng qua là bật cái bit số 1 từ mức 0 lên mức 1. Đó, từ mức 0 lên mức 1. Và động tác tiếp theo là sau khi mà cái bit bit số 1 ấy, được bật từ mức 0 đến mức 1 thì cái bộ IC nó bắt đầu convert. Và khi convert thì đây, convert thì cái buffer số 0. Buffer số 0 chính là cái giá trị sau khi được convert, người ta sẽ với câu lệnh như này thì nó sẽ đẩy sang cái giá trị D0 hoặc cái thanh ghi D0 để chúng ta quan sát đi, đúng không ạ? Đó, để chúng ta gần như chúng ta hứng, đúng không ạ? Hứng dữ liệu, hứng giá trị. Nó to là đẩy vào buffer này, còn from là lấy được buffer ra. Đó. Chúng ta có thể xem qua lại cái phần buffer này một chút. Đây. Tức là cái bit số 1 chúng ta, đúng không ạ? Đó. Bit số 1 chúng ta nó phải thay đổi trạng thái từ 0 lên 1 thì bộ AD chúng ta mới được convert. Đó. Và sau khi convert xong thì giá trị đã convert thì nó nằm ở buffer 0. Đó. Buffer 0 thì chúng ta phải đẩy vào một cái thanh ghi khác, đúng không ạ? Để hứng cái giá trị nó. Đấy, ở đây người ta làm D0. Như vậy là chúng ta nhớ, chúng ta có thể tự viết viết luôn được, đúng không ạ? Nào, chúng ta thử nhớ xem nhé, vừa nhớ một câu này. Đầu tiên là vị trí của cái module đầu tiên, đúng không ạ? K0 hoặc H0 đều được. Tiếp theo, cái buffer chúng ta là buffer số 17, đúng không ạ? Buffer số 17. Đó. Thì cái giá trị gắn vào cho buffer 17 này thì bây giờ chúng ta có thể là H0 hoặc là K0 như nhau, đúng không ạ? Ở đây mình có thể gõ luôn là H0.
tức là giá trị không đẩy vào buffer vừa. Và số lượng cái buffer mà được đẩy giá trị vào đây mình chỉ muốn là một thôi. Đó, tức là nguyên cái giá trị không phải đẩy vào cái buffer số vừa. Enter. Động tác tiếp theo là chúng ta sẽ thay đổi cái bit đó, cái bit số 1 lên mức 1 thì đương nhiên vẫn là câu lệnh to K0 K17. Giá trị lên 1 thì bây giờ chúng ta có thể là K2 hoặc H2 đúng không? Như nhau. Và vẫn là một cái thanh ghi. Đó. Sau khi convert xong thì chúng ta sẽ hứng giá trị ở cái buffer số 10 không, à, buffer số 0. Thì không phải là câu lệnh to nữa đúng không? To là gắn vào cái buffer, còn bây giờ từ buffer mà đẩy ra đúng không? Thì chúng ta phải dùng cái from. From theo đúng nghĩa tiếng Anh đúng không? Thì vẫn là vị trí thôi, không. Nhưng buffer bây giờ là buffer 0. Đó. Buffer 0 thì bây giờ đẩy sang cái thanh ghi của BDC thì chúng ta sẽ dùng thanh ghi D0. Số lượng của chúng ta bây giờ cũng là 1 thôi. Đó. Bởi một kênh, một kênh đã có 8 bit nên chúng ta đẩy vào thanh ghi D0. Đó. Thì phần này là cái phần mà chúng ta đọc alloc. Đó. Đó. Thì tiện đây chúng ta viết luôn cái phần phần xuất tín hiệu tương tự, tức là alloc output này. Đó, xuất tín hiệu tương tự thì các bạn thấy ở đây dùng ba câu lệnh to hết, tức là gán cái D2 vào trong buffer số 16 này, sau lại gán cái giá trị 4 vào trong buffer 17 này, rồi lại gán giá trị 0 vào buffer 17. Đấy. Thế mình giải thích qua sơ bộ này nhé. Thì cái việc xuất tín hiệu tương tự tức là chúng ta phải lấy một cái giá trị mong muốn, giá trị có thể là từ HMI này hoặc trong chương trình tính toán, sau đó đẩy vào cái buffer và buffer nó sẽ thông qua cái module tín hiệu tương tự nó sẽ xuất ra thằng ra cái tín hiệu vật lý đúng không? Đó. Thế thì đây là việc lấy D2 đẩy vào đây rồi này, nhưng mà chúng ta xem lại phần ý nghĩa của buffer này. Đó. Buffer này thì để convert DA, tức là convert từ từ con số đúng không? Sang tín hiệu tương tự thì chúng ta xem đây là bit số 2 này. Đấy, bit số 2 nhé, bit số 2, và bit số 2 này lại phải hoạt động là nó chuyển trạng thái từ giá trị bằng 1 về giá trị bằng 0. Nó giá trị bằng 1 rồi không? Vậy bit số 2 mà bằng 1 thì chúng ta sẽ có đây là 2 mũ 2 tức là mấy? Đúng không? Là 4 đúng không? Và nó về 0 tức là vẫn là giá trị 0. Đấy, thế chúng ta xem đây. Chúng ta sẽ thấy cái phần chương trình đây. Đó, như vậy là đầu tiên là người ta ở đây. Người ta cho giá trị 4 tức là bit số 2 đúng không? Lên 1, sau đó thì cho giá trị 0. Tức là tắt bit đấy đi. Thế thì động tác là bật bit và tắt bit thì nó sẽ convert đúng không? Convert từ giá trị của D2 này và chuyển thành tín hiệu tương tự vật lý đầu ra cho chúng ta. Đó. Thì chúng ta nhớ là buffer số 16 nhé, là để là cái thanh ghi, là cái vị trí thanh ghi này. Đó, cho phép chuyển đổi từ tín hiệu tương tự và từ giá trị số sang tín hiệu tương tự đầu ra. Đó là buffer số 16. Còn buffer số 7 vẫn là chứa những cái bit để chúng ta convert, đúng không? Kích hoạt cái việc convert. Chúng ta còn nhớ không nhỉ? Chúng ta cố gắng nhớ để nhớ được, chúng ta hiểu luôn. Mà thực chất thì nếu mà có không nhớ thì sau này chúng ta đọc lại, không sao không ạ? Quan trọng là cách chúng ta đọc, mà cách thức chúng ta đọc tài liệu. Và qua cái tài liệu cụ thể như này, sau này chúng ta gặp cái module tương tự, nó không phải là module này nhưng mà chúng ta cũng biết cách đọc. Đấy, cái đó là cái quan trọng. Ba câu lệnh to và nhớ là buffer 16 là hứng này. Ở đây thì chúng ta cũng muốn xuất liên tục thì chúng ta luôn luôn xuất tín hiệu tương tự thì chúng ta vẫn gõ ở đây là một thằng ít. Đó, câu lệnh đầu tiên là to này, vị trí đương nhiên vẫn không đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ là buffer 16 cơ. Đấy, 16. Và cái gì để đẩy, cái giá trị mà đẩy vào buffer 16 ở đây chúng ta cho ở đây là D, đúng không ạ? D2. Đó. Thực chất ở đây thì D0 chúng ta có thể dùng tiếp tục ở D1 đấy, đúng không ạ? Thêm vào D2 thôi nhé. D1, chúng ta gõ D2 cho nó. Sau này các bạn làm cứ làm theo chương trình mẫu. Tu D K0, K16, D2 này. Số lượng đúng không ạ? 1. Như vậy giá trị D2 đẩy vào thành ghi buffer 16 rồi. Động tác tiếp theo là convert.
còn Word thì cứ dùng tool để nó giống như việc muốn thay đổi là phải dùng tool, còn muốn đọc không là có, muốn thay đổi chúng ta sẽ tool này vào vị trí môn số 0 này. Buffer bây giờ là buffer 17 nhé. Giá trị của bit số 2 thì nó là H4 đúng không ạ? Đó. Số lượng là 1 thanh ghi. Đó. Bật bit lên rồi chúng ta sẽ làm động tác tắt bit đúng không ạ? U K0 buffer 17 giá trị 0 1 thanh ghi. Đó. Đây mình có thể comment các bạn đây nhá. Comment cái network này là chúng ta đây. Đây giới thiệu bạn luôn cái phần comment network chúng ta tích vào đây, tích vào một statement. Đây, còn đây là divide đúng không ạ? Phần này là phần mà chúng ta xem ví dụ như biến mở đóng như này mình cũng có thể comment đây, tích vào đây. Đây chúng ta comment trực tiếp trong chương trình. Hoặc là đây chúng ta có thể comment vào global divide đúng không ạ? Gõ đây. Đấy, có hai cách nữa. Mình làm đây luôn nhé, ví dụ như đây, tích đây. Ok. Thì biến này là biến luôn luôn on đúng không? Là chu đi. Đấy. Luôn luôn bằng 1 này. Cái D này là D này là đọc đúng không? D1, D0 là chúng ta chính là cái mình nhớ chúng ta read đúng không? Channel 1 read là đọc kênh 1. Còn đây là chúng ta đầu ra thì chúng ta sẽ chỉ có một channel thôi. Channel 1. Nhưng đây là chúng ta write xuống đúng không? Ghi xuống. Hay là alloc output đấy, đúng không? Hay là chúng ta gõ này cho nó. Đây chính là alloc output của chúng ta. Còn phần này là alloc input. Input mà là kênh nó có hai kênh. Chúng ta là kênh 1. Đó thì đây chúng ta để comment thêm đây. Trong cái mục này comment là comment cho dòng lệnh đúng không ạ? Chúng ta có thể comment comment cho cả cái dòng lệnh này. Chỗ này chúng ta chú thích là cấu trúc và hay là cách đúng không ạ? Hay là đây nó ngắn gọn thì là đọc tín hiệu tương tự là nó chúng ta phải viết tiếng Việt này đọc tín hiệu tương tự. Còn chỗ này là chúng ta làm gì đây? Xuất đúng không? Xuất tín hiệu tương tự. Ok, là nhấn F biên dịch. Tiếp theo thì mình sẽ nạp vào BRC, nạp chương trình này vào BRC ngay. Là cắm cáp nữa. Đó, cắm cáp này là chúng ta đã kiểm tra xem là kết nối như nào rồi. Manager này. Divide manager này. Bot này. Vậy chúng ta là com 5 đúng không ạ? Com 5 mình sẽ vào connect này. Kích vào connection. Đây là com 5 rồi. Chúng ta có thể connect test kiểm tra. Đó, kết nối với thiết bị thật như thế nào. Ok này. Mình sẽ download xuống. Rồi, chúng ta sẽ chọn tham số và chương trình này. Kích vào đây là nhanh và chúng ta thực hiện BTC sẽ phải stop đúng không? Bây giờ người ta hỏi là BTC có lăn trở lại không? Biết rồi đâu đó ta có thể monitor lên này đó thì đây 18.000 có BTC đang lăn rồi này. Cái alloc chúng ta đầu vào đang bằng 0, đang nhảy 0 1 đây này. Đó, đang nhảy nhót 0 1 đây này. Để chúng ta sẽ xuất hiệu tương tự đầu ra nhé. Xuất hiệu tương tự đầu ra này. Chúng ta sẽ nhập vào đây là biến D2 này. Các bạn còn nhớ cái phần này không? Phần này là phần what đấy. Chúng ta gọi phần what ra là như này này. Kích vào cái cửa sổ dev này. What này, nó kích vào what này. Đó. Nhưng what đây đang có dấu gạch gạch này, tức là nó chưa được online. Chúng ta sẽ phải kích tiếp vào biểu tượng này. Tức là biểu tượng Start Monitor, nó On Window. Đó, On Window. Đây giá trị 0 nhé. Bây giờ mình sẽ nhập cho nó một cái giá trị khác.
Nhưng trước khi nhập các bạn có thể quan sát cái đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ đo. Một cái đồng hồ đo. Đây, các bạn quan sát này. Đây mình dùng cái đồng hồ đo như này. Thì đạt là đang như này các bạn. 0,013 này. Thì mình sẽ nhập giá trị ở đây. Thì giá trị lượng mình nhập vào là con số 100 này ạ. Enter này. Đó. 100 ra chúng ta xem cái đồng hồ ra nhé. Đồng hồ ra nó sẽ thay đổi giá trị như này. 4,16 ạ. Nó có thể tăng lên nữa. Đây là 200. Đó. Enter. Nó sẽ nhận được kết quả này chắc chắn tăng lên đúng không ạ? 7,94. Đó. Thì cái thằng alloc này chúng ta là alloc 8 bit, tức là nó sẽ lên đến 256 đúng không ạ? Chúng ta phải check qua tài liệu xem là giá trị max nó là bao nhiêu này. Còn đây, này. Vậy với cái alloc 10V chúng ta phải đưa vào cái giá trị đây 250 đúng không ạ? Chúng ta dán đây là 250. Đó, 250. Chúng ta sẽ nhận được kết quả điện áp như này. Đó, 9,99 đúng không ạ? 9,99. Thế là chúng ta sẽ làm một động tác là lấy tín hiệu tương tự đầu ra gắn luôn vào tín hiệu tương tự đầu vào. Đúng không? Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình sẽ chuẩn bị dây này, mình sẽ cắm nhá. Đây là mình cắm đây là mình cắm đồng hồ đo này. Tiếp theo thì mình sẽ cắm cái rắc tín hiệu tương tự đầu ra cho vào đầu vào luôn. Đầu vào nó là trên này. Trên com này, đây là trên VIN 1 này. Đó, mình cắm đây. Các bạn thấy đúng không? Ngay lập tức có giá trị cho tín hiệu tương tự đầu vào chúng ta này rồi. Để chúng ta có thể thay đổi nhé. Đó, bây giờ chúng ta thử thay đổi này. Đây bằng 100 này. Đấy, các bạn thấy đầu vào nó cũng thay đổi theo đúng không ạ? Đây 50 này. Đấy. Nhưng giữa đầu vào với đầu ra đang có lệch, đúng không? Lệch một chút. Lệch một chút thì cái module này nó cho phép ra calip này này. Nó cho phép ra calip bằng cái phần cứng. Phần calip mình ra xem nha. Đây. Chúng ta có cái phần calip đấy là cái phần cả AD và DA đều có phần calip, nó là cái phần gain và offset. Offset tức là chỉnh cái điểm không, còn gain là khuếch đại này. Đấy. Ví dụ như ban đầu mà giá trị lớn hơn không, mặc dù điện áp đang không có mà nó lớn hơn không, chúng ta sẽ chỉnh cái gain này cho về bằng không hoặc ngược lại. Còn trong trường mà chúng ta xuất ra tín hiệu tương tự là ví dụ như vừa rồi là 250 mà nó đọc không được đến giá trị 250 thì chúng ta sẽ chỉnh cái gain để nó khuếch đại lên, tăng lên bằng đúng với 250. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chỉnh bằng phần cứng nhé. Là qua thông qua những cái con này là những con chip áp đúng không? Đây này, những con chip áp vi chỉnh. Đó, vi chỉnh. Đó, thế bây giờ để trực quan hơn thì bên này các bạn sẽ thấy chúng ta đang có một cái biến tần đây đúng không? Vào cái băng tải. Đó, thì cái này thực ra nó cũng giống như cái động tác chúng ta đo đồng hồ vừa rồi thôi. Nhưng mà chúng ta có thể đấu ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ thực hiện là đây. Đó, cắm vào, nó sẽ thấy. Ví dụ đây là giá trị 50 nhá. Thì nó đang chạy 50,3Hz này. Nó cho tăng lên với 70 nhá. Đấy, các bạn thấy tăng lên đâu. Đúng không ạ? 80 đó, tăng tiếp đúng không? 90 đó, 100 đấy, 100 này chúng ta sẽ tương đương với 5V đấy. Thì biến tần đang cài đặt là từ 0 đến 5V là nó sẽ chạy cái tần số tương ứng là 0 đến 50Hz.
đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy đấy, tín hiệu tương tự là như vậy đúng không ạ? Chúng ta hiểu giống như là tín hiệu giống như chúng ta đi xe ga đúng không ạ? Đấy, xe ga chúng ta điều chỉnh tốc độ thì thuần túy là bằng cái điện áp, tín hiệu tương tự nó sẽ điều khiển trơn. Điều khiển trơn nhé, nói là trơn nhưng mà thực chất là chúng ta sẽ có ở đây từ 0 đến 255 đấy, à, từ 0 đến 250 cấp đúng không ạ? Từ 0 đến 250 mức, à, như đây chúng ta giảm một chút thôi, 249 đúng không ạ? Về lý thuyết là nó sẽ giảm một chút đây, chúng ta, à xin lỗi, của chúng ta là có 5V thôi, tức là như vừa rồi chúng ta thử là với 100 đúng không ạ? 100 đây nhé. Nên là giảm xuống là 99 rồi ạ. Đấy, đúng không ạ? 98 này. Đó. Chúng ta không thể giảm lẻ được, đúng không ạ? Không thể 98,5 hay 98,6 được. Đấy. Thì nói là trơn nhưng thực chất là nó cũng sẽ là nhiều cấp. Đúng không? Nhiều cấp. Nhiều cấp. Thế thì cái việc mà càng nhiều cấp là phụ thuộc vào việc là ADC chúng ta sẽ phải càng nhiều bit. Đó, càng nhiều bit. Đây này. Cái phần này này. Là buffer này. Thì ADC chúng ta là chỉ có 8 bit thôi. Chính vì 8 bit nên nó giới hạn giá trị từ 0 đến 250 này. Bởi một cái byte mà, một byte 8 bit thì nó sẽ là tối đa là 0 đến 255. Nhưng khi đến 255 tức là nó sẽ xuất được cái điện áp là 10,2V. Còn theo tiêu chuẩn 10V thì ở đây nó sẽ giá trị 250 thôi. Đó. Giả sử như ADC này là 10 bit hay 12 bit thì chắc chắn không dừng lại con số 250 đúng không? Đó, nó sẽ con số ví dụ 10 bit thì nó lên đến là 1024 đúng không? 1024 chúng ta sẽ điều khiển càng trơn nữa. Đó. Thì đó là cái phần mà chúng ta thực hành với câu lệnh to from trên thiết bị thật. Thì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận thêm một chút nữa về những cái câu lệnh khác. Thì chúng ta có cái câu lệnh là buffer memory này hoặc là read write buffer memory. Tuy nhiên hai câu lệnh này nó hỗ trợ cho cái dòng của chúng ta là dòng FX 3 đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ có tài liệu FX 3 thì mình nói qua hai cái lệnh đấy nhé. Lệnh đầu tiên là đây gọi là direct specification of buffer memory, tức là chúng ta sẽ trực tiếp truy cập vào cái buffer memory đúng không? Không dùng to from nữa mà chúng ta sẽ dùng câu lệnh move, 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 tức là di chuyển. Tức như ở đây là di chuyển cái gì? Các bạn nhìn thấy đây này, đây là nguồn đúng không? Transfer là nguồn và đây là đích. Đó. Thế thì chúng ta có thể là gì? Câu lệnh move này nó giống như việc là chúng ta thay đổi cái thanh ghi trong trong thay đổi cái giá trị của thanh ghi buffer. Đó, thì chúng ta sẽ lấy giá trị này đẩy vào cái buffer. Còn chiều ngược lại thì chúng ta sẽ lấy cái buffer ở đây đúng không? Đấy, tống sang một cái vùng nhớ D và chúng ta sẽ đọc được. Đó. Đây. Đây là đẩy 10 vào cho giá trị 10 vào cho cái vị trí module này là 0 này là cái buffer số 10. Đó. Còn dưới này là tương tự như vậy, nhưng mà đây là một cái kiểu vùng nhớ khác. Không phải vùng nhớ này là có thêm cái chỉ số Z nữa cả. Dáng Z này nó có thể thay đổi được. Nhưng bản chất là như nhau nhé. Chất hai cái lệnh là như nhau, tức là lấy một cái nguồn đẩy vào trong cái đích. Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tráo đổi ngược hai cái này lại. Tức là tráo từ cái vùng nhớ UG này sang bên này và giá trị sang bên này. Đó. Thì đó là việc chúng ta đọc cái buffer. Còn như này là chúng ta gán giá trị vào trong buffer. Đúng không nhỉ? Là đây nhé, ví dụ như đây chúng ta có thể ứng dụng vào đây, chúng ta có thể ứng dụng ngay. Ví dụ như đây câu lệnh to này là đẩy vào trong buffer đúng không, thì thực chất nó sẽ tương đương với gì, mình có thể viết vào đây luôn nhé. Insert này, mình làm mẫu cho câu lệnh nhé. Đây ví dụ như tương đương với câu lệnh đây, câu lệnh này thì chúng ta có thể viết cái lệnh move. Đúng không ạ? Đó. Move thì ở đây là move cái giá trị ở đây nó rằng là H0 tống vào trong buffer 17 đúng không? Thì chúng ta cũng là H0 này.
Đó, đẩy vào trong buffer số 17. Buffer số 17 nhưng của module số 0 thì chúng ta gõ cái vùng nhớ là U0 này, gạch ngang này, G này, 17. Đó. Đúng không? U0. Chúng ta xem cái cách viết cái này nhé. U0 gạch, gạch ngược lại đúng không? Gạch đây. Gạch ngược lại như này. Đấy, U0 G17. Đúng nhỉ? Đó. Thì cái này tương đương như thế nào? Thế thì so sánh hai cái này thì chúng ta thấy rằng cái việc move này thì nó chỉ làm việc với số lượng thay ghi là một thôi. Còn cái lệnh to này chúng ta có thể nhập ở đây có thể là nhiều hơn một đúng không? Có thể cùng một lúc mà đẩy nhiều giá trị vào cho nhiều thay ghi. Đấy là cái ưu điểm của cái lệnh to này so với cái lệnh move này. From thì cũng như vậy đâu. Tương đương với from thì chúng ta lại phải làm ngược lại. Đó, đây insert thì một hàng nữa nhé. Để kia thì chúng ta vẫn dùng lệnh move đúng không? Move thì chúng ta lại làm ngược lại với cái buffer không đúng không? Buffer không thì đây chúng ta sẽ vẫn là vùng nhớ U0 này, vị trí không này. Và cái buffer là không chúng ta sẽ gõ G ở đây là G0 đúng không? Đấy. Đẩy vào cho thanh ghi là thanh ghi D0 đã như này. Đấy. Thì có lệnh from này với cái lệnh move này là tương đương nhau rồi nhỉ. Đó. Tiếp tục chúng ta còn một cách nữa đúng không? Cách nữa này đây có một câu có một cách nữa mà nó gần giống như là to from mà phải nói là giống luôn đấy đúng không? Đó là câu lệnh buffer đây buffer memory viết tắt là BFM BF là buffer này còn M là memory đấy. Sau này có chữ R ở trước, ví dụ trước là read là đọc. Đúng. Còn chữ V kép là write là ghi. Thế như các bạn hiểu đây là đọc đọc một cái buffer ra. Còn đây là ghi giá trị xuống một cái buffer. Thì bản chất thì chúng ta thấy rằng là cái read này nó tương đương như cái lệnh from đúng không? From. Còn cái lệnh buffer write này nó tương đương với cái lệnh to thôi. Đó. Ta có thể tìm xem tài liệu nó chi tiết hơn nhé. Đây chúng ta có cái lệnh nó về cái mục data transfer này đó thì nó cũng có chúng ta sẽ có bốn cái chỉ số năm cái chỉ số đúng không năm chỉ số thì chỉ số đầu tiên vẫn là vị trí module này đây này M1 này tiếp theo là cái buffer đúng không đấy, buffer này vị trí buffer này tiếp theo là cái D này là cái mà đây là read mà thì dùng D để chúng ta hứng giá trị đó. Giá trị còn cái N1 là gì đây number là số lượng của buffer đúng không số lượng number of số lượng của tất cả buffer tức là số lượng bao nhiêu cái buffer chúng ta muốn đọc này đó number of byte transfer đó. Số lượng cái số lượng cái buffer nó truyền đúng không chuyển sang D trong một one gram one overhead cycle tức là trong một chu kỳ đó, đây chúng ta có thể xem cái hình này để phân tích kỹ hơn ví dụ như đây là vị trí của cái module M1 này đúng không đó BDC đây đấy, read ở đây thì trong trường này nó có ví dụ như có từ cái M2 là cái buffer đúng không? Từ buffer số 2 đến buffer số N trừ 1 tức là chúng ta sẽ có tổng là N đúng không? N cái buffer là buffer muốn đọc về đây đó, N1 đúng không? Đấy, từ 0 đến N1 trừ 1 tức là chúng ta sẽ có đây tức là ở đây là muốn đọc N1 nhé cái buffer và bắt đầu từ cái chỉ số buffer M có người ta đánh cho nó là M2 tức là N2 đúng không N2 buffer N2 là buffer memory là được đọc trong mỗi một cycle đọc N1 trên N2 lần
Đây là ví dụ chúng ta giả sử như N2 bằng 1, N2 bằng 1 mà chúng ta muốn đọc 10 nhỉ, 10 cái buffer thì chúng ta sẽ phải mất 10 lần, 10 lần cái vòng quét này mới đọc hết. Mỗi vòng quét đọc một cái buffer. Đó. Thì đấy cũng là cái nhược điểm của nó. Đúng không? Nhưng nhược điểm nó không đọc liền một lúc so với cái tool for DOM. Nhưng trong một số trường hợp thì người ta lại muốn đọc lần lượt từng cái một, quét nhỉ? Quét từng buffer một. Đó. Đây thì câu lệnh mà nó hoàn thành, câu lệnh này hoàn thành thì người ta có cái chỉ số là attribute là M8029, đúng không ạ? Attribute hoàn thành. Đây, khi nó hoàn thành thì bit 8029 nó on lên. Thì tóm lại là đến phần này chúng ta thấy là câu lệnh là đã thấy nó phức tạp, nó rối lên rồi, đúng không? Tuy nhiên trong cái video khóa học này thì mình cũng hướng các bạn là dùng cái câu lệnh to from, đúng không? Nó sử dụng trên nhiều dòng BDC và thứ hai là nó khá là linh động, đúng không? Còn đây là những câu lệnh mà họ support cho những cái dòng BDC đời sau, nó ngắn gọn và nó có thêm cái tính năng của nó để nó đa dạng hóa cái câu lệnh. Thế thì cái video này mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.